Diệp Phi lộ bằng chứng qua lại với chồng sắp cưới từ lâu khiến cộng đồng mạng không hài lòng vì điều này. Mới đây, cư dân mạng chợt phát hiện một điều, hóa ra thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi và chồng sắp cưới đã từng chạm mặt nhau từ 8 năm trước là một địa điểm khá quen thuộc, hầu như đồng nghiệp nào cũng biết. Tái xuất màn ảnh nhỏ cách đây không lâu đã đem lại cho Lưu Diệc Phi loạt thành tích vô cùng ấn tượng, giúp nữ diễn viên phần nào khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí xứ Trung. Theo đó, sau khi thắng lớn với Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi tiếp tục nắm giữ vai nữ chính trong dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng, đây được dự đoán là một trong những tác phẩm sẽ bùng nổ khi lên sóng thời gian tới. Ở Câu Chuyện Hoa Hồng, thần tiên tỷ tỷ sẽ mang đến cho khán giả những thước phim về cuộc đời của nữ chính Hoàng Diệp Mai từ khi còn là sinh viên cho đến lúc trở thành bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, độc lập. Những tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim tuy có phần đơn giản nhưng vẫn giúp cô nàng toát lên vẻ đài cát của vị tiểu thư xuất thân thư hương thế gia. Đặc biệt trong câu chuyện Hoa Hồng, nam tài tử Lâm Canh Tân đảm nhận vai chồng của nữ chính Hoàng Diệc Mai. Trước thông tin này, không ít người hâm mộ vô cùng trông chờ màn kết hợp của cặp đôi khi phim lên sóng. Đáng chú ý, một bức ảnh của thần tiên tỷ tỷ và chồng màn ảnh bất ngờ được đào lại mới đây. Cụ thể, hồi năm 2015, cả hai diễn viên đã từng gặp nhau trong sự kiện của thương hiệu nổi tiếng. Qua bức ảnh có thể thấy, Lưu Diệc Phi và Lâm Canh Tân nổi bật hẳn với vi rùa sáng bừng một góc trời. Người hâm mộ còn ví von rằng trông cả hai giống như một cặp vợ chồng đang tiếp chuyện với khách ở tiệc cưới của chính mình. Điều này khiến nhiều netizen tin tưởng họ thật sự có duyên gặp gỡ nên sẽ hợp tác một cách thuận lợi trong câu chuyện hoa hồng với vai phương hiệp văn trong phim lâm canh tân và nữ chính sẽ kết hôn rồi có với nhau một cô con gái nhưng đáng tiếc của hôn nhân này kéo dài không lâu đã đường ai nấy đi đây cũng chính là một trong những bước ngoặt giúp hoàng diệp mai trở thành người phụ nữ mạnh mẽ ngoài phương hiệp văn trong đời diệp mai còn xuất hiện hai người đàn ông khác có ảnh hưởng rất lớn đến cô là trang quốc đống người theo đuổi nữ chính và Phổ Gia Minh, người đàn ông tri kỷ của nữ chính. Hiện khán giả đang mong đợi những thông tin chính thức về dàn diễn viên góp mặt. Theo tiết lộ mới nhất từ phía nhà sản xuất, câu chuyện Hoa Hồng đang trong quá trình khởi quay và hoàn thiện một số phân cảnh, vốn là dự án gây chú ý cho khán giả nhưng đoàn phim lại bất ngờ dính phải tranh cãi không đáng có. Cụ thể là câu chuyện Hoa Hồng có những cảnh quay trong khuôn viên trường học. Chính vì thế, nhiều ngày qua dân tình cảm thấy khó chịu vì lối ra vào bị chiếm dụng. Thông qua đoạn video được một khán giả chia sẻ, câu chuyện Hoa Hồng đang được quay tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nhưng các giảng viên và sinh viên đều bày tỏ sự khó chịu khi đi lại khó khăn vì đoàn phim chiếm dụng hết các lối đi dù trước đó ekip đã liên hệ xin phép chưa dừng lại ở đó điều gây tranh cãi lớn nhất là khán giả đang không hài lòng với thái độ của ekip trong đoàn phim nhiều người tiết lộ họ chứng kiến các nhân viên hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng người khác điều này khiến cho câu chuyện hoa hồng chưa lên sóng đã có điểm trừ khá lớn trong mắt công chúng tuy vướng phải những tranh cãi nhưng đã có không ít khán giả lên tiếng bênh vực đoàn phim họ cho rằng việc quay phim khá áp lực và phải huy động lực lượng lớn nên sẽ có những bất đồng cũng là dễ hiểu hơn nữa một số người cũng thông cảm cho đoàn phim vì thời gian quay hạn chế buộc lòng ekip phải tận dụng triệt để khuôn viên trường để hoàn thiện các cảnh quay theo đúng tiến độ bởi nếu bị đình trệ thì việc phải quay lại và vấn đề kinh phí phát sinh là rất cao câu chuyện hoa hồng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trong phim thần tiên tỷ tỷ lưu diệc phi sẽ đảm nhận vai hoàng diệc mai một bà mẹ đơn thân đã trải qua thăng trầm cuộc sống dự án đã được khởi quay từ tháng 5 nhưng mọi thông tin về phim kể cả địa điểm quay lẫn nội dung vẫn chưa được ekip hé lộ nhiều với khán giả